Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 29. Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước. Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh. Tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam. Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam Liban. Ngài khiến nó nhảy như bò con. Liban và Sirion nhảy như bò tót cơ. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động. Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sinh đẻ và làm cho trụi các rừng. Trong đền Ngài thai thảy đều hô rằng vinh hiển thay. Đức Giê-hô-va ngự trên nước luộc. Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài. Chương 9. Tháng Giêng năm thứ hai sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se trong đồng vắng Sinai rằng: dân Israel phải giữ lễ vượt qua theo kỳ nhất định. Các ngươi phải giữ lễ đó theo kỳ nhất định, tức là ngày 14 tháng này và buổi chiều tối. Các ngươi phải làm theo hết thảy lệ định và luật pháp về lễ đó. Vậy Môi-se nói cùng dân Israel để họ giữ lễ vượt qua. Dân Israel giữ lễ vượt qua trong tuần tháng Giêng ngày 14 và buổi chiều tối tại đồng vắng Sinai, làm y mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Và có mấy người vì cớ xác chết mà bị ô uế, không được giữ lễ vượt qua trong ngày đó, bèn đến trước mặt Môi-se và A-rôn mà thưa cùng Môi-se rằng: chúng tôi bị lây ô uế vì xác chết của loài người. Sao tại trong dân Israel chúng tôi phải bị cất phần dân của lễ cho Đức Giê-hô-va theo kỳ đã chỉ? Môi-se đáp rằng: hãy đợi để ta biết điều Đức Giê-hô-va sẽ truyền dạy về các ngươi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng dân Israel rằng, khi một người trong vòng các ngươi hay là trong vòng hậu đại các ngươi bị ô uế vì cớ xác chết hoặc mắc đi xa, thì cũng buộc phải giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va. Mấy người đó phải giữ lễ này ngày 14 tháng 2 và buổi chiều tối ăn bánh không men cùng rau đắng, chớ nên để chi còn dư lại đến sáng mai, và cũng chẳng nên bẻ gãy những xương, phải giữ theo mọi luật lệ về lễ vượt qua vậy. Nhưng còn ai tinh sạch và không có đi xa, nếu chẳng giữ lễ vượt qua thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình, vì người ấy chẳng dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong kỳ nhất định, người sẽ mang lấy tội mình. Khi một khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi mà muốn giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va thì phải giữ theo lệ định và luật pháp về lễ vượt qua. Đồng có một luật lệ cho các ngươi, cho khách ngoại bang và cho người nào sinh tại trong xứ. Vả, ngày người ta dựng đền tạm thì trụ mây bao phủ đền tạm và trại chứng cớ. Ban chiều dường có một vần lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai. Hằng có như vậy, ban ngày trụ mây bao phủ đền tạm và ban đêm giống như có lửa. Mỗi khi trụ mây cất lên khỏi trại thì dân Israel ra đi. Trong nơi nào trụ mây dừng lại thì dân Israel hạ trại ở đó. Dân Israel ra đi theo mạng Đức Giê-hô-va và hạ trại theo mạng Đức Giê-hô-va. Trọn trong lúc trụ mây ngự trên đền tạm thì dân Israel cứ đóng trại. Khi nào trụ mây ngự lâu trên đền tạm thì dân Israel vâng theo mạng Đức Giê-hô-va chẳng hề ra đi. Nhưng khi nào trụ mây ngự ít ngày trên đền tạm thì dân Israel cứ vâng theo mạng Đức Giê-hô-va mà hạ trại và ra đi. Khi trụ mây ngự tại đó từ buổi chiều đến sáng mai, và khi đến sáng mai trụ mây cất lên thì ra đi, không cứ ngày hay đêm trụ mây cất lên thì họ ra đi. Trụ mây ngự trên đền tạm
hoặc 2 ngày hoặc 1 tháng hoặc lâu hơn nữa, thì dân Israel cứ đóng trại không hề ra đi. Nhưng khi trụ mây cất lên thì họ ra đi. Dân Israel hạ trại và ra đi tùy theo mạng Đức Giê-hô-va. Họ theo chương trình của Đức Giê-hô-va, tùy mạng Ngài đã cậy Mô-xe mà truyền cho. Chương 10. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Hãy làm 2 ống loa bằng bạc đánh giác, dùng cho ngươi để nhóm hiệp hội chúng và truyền cho các trại quân ra đi. Khi nào người ta thổi loa, toàn hội chúng sẽ nhóm lại gần bên ngươi tại cửa hội mạc. Nếu người ta thổi chỉ 1 ống loa, thì các quan trưởng, tức là các quan tướng đội quân Israel, phải nhóm lại gần bên ngươi. Khi các ngươi thổi tiếng vang, thì những trại quân ở về hướng đông phải ra đi. Khi các ngươi thổi tiếng vang lần thứ nhì, thì những trại quân ở về hướng nam phải ra đi. Người ta sẽ thổi tiếng vang khi nào các trại quân phải ra đi vậy. Khi nhóm hội chúng, các ngươi phải thổi, nhưng đừng thổi tiếng vang. Các con trai A-rôn là những thầy tế lễ sẽ thổi những ống loa. Từ đời này sang đời kia, ấy sẽ là một lễ định đời đời cho các ngươi. Khi nào trong xứ các ngươi phải ra chiến trận cùng kẻ thù nghịch xông đánh mình, thì phải thổi loa tiếng vang. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi, và các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch. Trong những ngày vui mừng, trong các lễ trọng thể và đầu tháng của các ngươi, thì phải thổi loa khi dâng những của lễ thiêu và của lễ thù ân mình. Loa sẽ dùng làm kỷ niệm trước mặt Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Xảy trong ngày 20 tháng 2, năm thứ 2, thì trụ mây cất lên khỏi đền tạm chứng cớ. Dân Israel, theo chương trình đã định, ra từ đồng vắng Sinai và trụ mây dừng lại tại đồng vắng Pha-ran. Vậy, dân Israel vâng mạng của Đức Giê-hô-va cậy Mô-xe truyền cho mà ra đi lần thứ nhất. Ngọn cờ của trại quân Giu-đa tùy theo các đội ngũ mình đi trước. Na-ha-sôn, con trai Aminadab, thống lãnh quân đội Giu-đa. Na-tha-na-ên, con trai Su-a, thống lãnh quân đội của chi phái Isaka. Eliab, con trai Hê-lôn, thống lãnh quân đội của chi phái Sa-bu-lôn. Bây giờ đền tạm đã tháo dỡ, rồi con cháu Gẹt-sôn và con cháu Merari khiêng đền tạm bèn ra đi. Kế đó, ngọn cờ của trại quân Ru-bên ra đi tùy theo các đội ngũ mình. Elishu, con trai Sê-đêu, thống lãnh quân đội Ru-bên. Sê-lu-mi-ên, con trai Su-ri-ha-đai, thống lãnh quân đội của chi phái Si-mê-ôn. Eli-sáp, con trai Đê-u-ên, thống lãnh quân đội của chi phái Gác. Bây giờ, các người Kê-hát khiêng những vật thánh ra đi. Người ta dựng đền tạm lên, đương lúc đợi họ đến. Đoạn, ngọn cờ của trại quân con cháu Ephraim ra đi tùy theo đội ngũ mình. Elishama, con trai Amihud, thống lãnh quân đội Ephraim. Gamaliel, con trai Phê-đác-su, thống lãnh quân đội của chi phái Manasseh. Abidan, con trai Ghi-đeo-ni, thống lãnh quân đội của chi phái Benjamin. Rốt lại, ngọn cờ của trại quân Đan ra đi tùy theo các đội ngũ mình. Nó làm hậu binh của các trại quân khác. Ahi-e-se, con trai Amishadai, thống lãnh quân đội Đan. Pha-gi-en, con trai Ốc-rang, thống lãnh quân đội của chi phái A-se. Ahira, con trai Enan, thống lãnh quân đội của chi phái Nephtali. Đó là thứ tự về sự cất binh đi của dân Israel tùy theo các đội ngũ mình. Ấy, họ ra đi là như vậy. Và Mô-xe nói cùng Hô-báp, con trai Re-u-ên người Ma-đi-an, tức là anh vợ mình mà rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà Đức Giê-hô-va có phán rằng, ta sẽ ban xứ đó cho các ngươi. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi sẽ đãi anh tử tế, vì Đức Giê-hô-va có hứa ban ơn cho dân Israel. Hô-báp đáp rằng: Tôi không đi đâu, nhưng tôi sẽ đi về xứ sở tôi là nơi bà con tôi. Mô-xe lại nói rằng: Tôi xin anh chớ bỏ chúng tôi, vì anh biết nơi nào trong đồng vắng chúng tôi có thế hạ trại được. Anh sẽ dường như con mắt cho chúng tôi vậy. Nếu anh đi cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm cho anh hưởng ơn lành mà Đức Giê-hô-va sẽ làm cho chúng tôi. Vậy dân Israel ra đi từ núi Đức Giê-hô-va, đi trong 3 ngày đường.
hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi trước trong lúc 3 ngày đường này, đặng tìm cho dân một nơi an nghỉ. Trong lúc 3 ngày, khi dân Israel dời trại quân đi, thì trụ mây của Đức Giê-hô-va ở trên họ. Khi hòm giao ước đi, thì Mô-sê nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy, để kẻ thù nghịch Ngài bị tán lạc, và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Khi người ta để hòm giao ước xuống, thì Mô-sê nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin trở lại cùng muôn vàng của Israel. Chương 11. Vả, dân sự bèn lầm bầm, và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nghe, cơn thạnh nộ Ngài nổi lên. Lửa của Đức Giê-hô-va cháy phừng phừng giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại quân. Dân sự bèn kêu la cùng Môi-se. Môi-se cầu xin Đức Giê-hô-va thì lửa ngừng lại. Người ta đặt tên chỗ này là Tha-bê-ra vì lửa của Đức Giê-hô-va đã cháy giữa dân sự. Bọn dân tạp ở trong dân Israel sinh lòng tham muốn, đến nỗi dân Israel lại khóc nữa mà rằng: Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, mắt chỉ thấy mana mà thôi. Vả mana hình như hột ngò, sắc như trân châu. Dân sự đi tản ra và hốt lấy, rồi nghiền bằng cối xay hay là giã bằng cối giã, nấu trong một cái nồi và làm bánh, nếm giống như bánh nhỏ có pha dầu. Khi ban tối mù sương xuống trên trại quân, thì mana cũng xuống nữa. Vậy Môi-se nghe dân sự khóc, mỗi người ở trong nhà mình, tại nơi cửa trại mình. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên phừng phừng, và Môi-se lấy làm buồn bực về điều đó. Môi-se bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sao Ngài làm cho tôi tớ Ngài buồn? Sao tôi chẳng được ơn trước mặt Ngài, và sao Ngài lại chất gánh nặng của hết thảy dân sự này trên mình tôi? Tôi há có thọ thai dân này sao? Há có sinh đẻ nó sao? Mà Ngài lại phán biểu tôi rằng: Hãy ẵm dân này trong lòng ngươi, như người cha nuôi bồng đứa trẻ bú cho đến xứ mà Ngài có thề hứa ban cho tổ phụ của chúng nó. Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho cả dân sự này, bởi vì họ khóc về tôi mà rằng: Hãy cho chúng tôi thịt ăn. Tôi không thể một mình gánh hết dân sự này, vì thật là rất nặng nề cho tôi quá. Nếu Chúa đãi tôi như vậy, và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn nạn tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-se rằng: Hãy nhóm hiệp cho ta 70 người trong bậc trưởng lão Israel, tức là những kẻ ngươi biết là trưởng lão và cai quản dân sự. Hãy dẫn các người ấy đến hội mạc, đứng tại đó với ngươi. Đoạn, ta sẽ ngự xuống, nói chuyện tại đó với ngươi. Ta sẽ lấy thần cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình. Ngươi phải truyền cho dân sự rằng: Ngày mai phải dọn mình ra thánh thì các ngươi sẽ ăn thịt. Vì chân lỗ tai Đức Giê-hô-va có nghe các ngươi khóc mà rằng: Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Vì chúng tôi lấy làm sung sướng tại xứ Ai Cập. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va sẽ ban thịt cho các ngươi thì các ngươi sẽ ăn. Chẳng phải các ngươi sẽ ăn thịt 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày hay là 20 ngày đâu, nhưng cho đến 1 tháng trọn, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi và các ngươi ngán đi. Vì các ngươi đã bỏ Đức Giê-hô-va ở giữa mình và khóc trước mặt Ngài mà rằng: Vì sao chúng tôi đã ra khỏi xứ Ai Cập? Môi-se thưa rằng: Trong dân sự tôi đương ở đây có 600.000 người đàn ông, mà Ngài có phán rằng: Ta sẽ phát thịt cho dân này ăn trong 1 tháng trọn. Người ta há sẽ giết chiên và bò đến đổi được đủ cho họ sao? Hay là người ta há sẽ gom hết thảy cá dưới biển đến đổi được đủ cho họ sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Tay của Đức Giê-hô-va há đã vắng lại sao? Ngươi sẽ xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay chăng? Môi-se bèn đi ra, thuật lại các lời Đức Giê-hô-va cho dân sự, rồi nhóm hiệp 70 người trong bậc trưởng lão của dân sự đặt để xung quanh trại. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong mây, phán cùng Môi-se.
Ngài lấy thần cảm người và ban cho 70 người trưởng lão. Vừa khi thần ở trên 70 người trưởng lão, bèn được cảm động nói tiên tri, nhưng không cứ nói mãi. Có hai người ở lại trong trại quân. Một người tên là Endác, một người tên là Medác, được thần cảm động, nói tiên tri tại trại quân. Hai người này thuộc về bọn được biên tên, nhưng không có đến hội mạc. Một đứa trai trẻ chạy thuật lại cùng Môi-se rằng, Endác và Medác nói tiên tri trong trại quân. Giô-suê, con trai của Nun, là người hầu việc Môi-se, đáp lại mà rằng, hỡi Môi-se, chúa tôi, hãy cấm chúng nó. Môi-se đáp rằng, ngươi ganh cho ta chăng? Ôi, chớ chi cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban thần của Ngài cho họ. Môi-se và mấy người trưởng lão đều lui vào trại quân. Đức Giê-hô-va bèn khiến một trận gió nổi từ biển, dẫn những chim cuốc đến vãi trên trại quân và xung quanh. Bên này trải ra dài chừng một ngày đường đi và bên kia trải ra dài chừng một ngày đường đi, khỏi mặt đất chừng hai thước bề cao. Dân sự đứng dậy lượm những cuốc trong ngày đó, đêm đó và trọn ngày sau. Ai lượm ít hơn hết có 10 ô mê. Người ta căng nó ra khắp chung quanh trại quân. Thịt vẫn còn nơi răng chưa nhai thì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự, hành dân sự một tai vạ rất nặng. Người ta đặt tên chỗ đó là Kibroth Hathava, vì tại đó người ta chôn dân sự sinh lòng tham muốn. Từ Kibroth Hathava, dân sự đi đến Hát-xê-rốt rồi ngừng lại tại đó. Chương 2. Vậy, trước hết mọi sự, ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những tóc dốc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàn. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Vì Adam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Eva. Lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Chương 3. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành. Lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi. Có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch, giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó
cũng phải chịu thử thách trước đã. Nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bậc cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Giêsu Christ. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thư này, phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Thi Thiên 29. Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh, tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam, phải Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam Liban. Ngài khiến nó nhảy như bò con, Liban và Sirion nhảy như bò tót tơ. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra, tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động. Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sinh đẻ và làm cho trụi các rừng. Trong đền Ngài thai thảy đều hô rằng: vinh hiển thay. Đức Giê-hô-va ngự trên nước luộc, phải Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.